Nam Thiền Định xin kính chào quý bà con mình nha. Thì hôm nay thì chào quý bà con đã đến với cái cánh ruộng lúa của nhà em. Thì hôm nay thì chia sẻ với bà con về một cái độc lạ miền Tây của mình nha. Thì đây là không phải là cái ruộng lúa mà nó mọc ở dưới ruộng mà nó mọc ở trên bờ nha bà con ha. Thì mùa xuân đã đến, bữa nay thì cũng ngày 21 mình rồi. Thì bà con đã chuẩn bị những gì để cho chân Tết chưa? Thì hôm nay thì em sẽ chia sẻ đến với bà con mình một cái hàng mà để chân Tết rất là độc lạ. Đó là cái hàng cái cây lúa mình lúa xuân mình để chân ở trong nhà, thì nó tượng trưng cho cái sự là trường tồn, cái sự mãnh liệt của một cái năm. Nếu quý bà con ha, mình lựa chọn những cái cây lúa thì nó sống rất là khỏe bà con. Ví dụ kiểu rồi em sẽ nói báo giá. Hôm nay em sẽ báo giá cho bà con mình về số lượng lẻ và số lượng sỉ cho bà con mình luôn nha. Rồi mời quý bà con mình tham quan tí xíu nha bà con. Ta đi vô đây coi nha. Thì đây quý bà con ha, cây thì nó đang cho những cái hạt lúa chịu bông luôn. Đó quý bà con nha, hạt lúa chịu bông, cho quay sát sát lại giùm con. Những hạt lúa chịu bông ha, quý bà con mình để trưng trong nhà, nó rất là đẹp luôn. Thì một cái sản phẩm bên em như thế này nha bà con. Cái sản phẩm bên em đây, mời quý bà con mình đi theo em. Đi cho đây nè. Đó, em chào quý bà con mình nha. Thì cái nơi này là đang làm là khoảng là 4.500 một cái chậu, cái chậu lúa nha bà con. Mà cũng bán được một số rồi. Còn một số là em đang tiễn sỉ cho bà con, tiễn sỉ cho mình ha. Còn em cũng bán lẻ luôn. Thì mời bà con mình theo em tí xíu ha. Em sẽ cho mọi người tham quan. Giờ đây cái lúa nè, bà con lúa ha. Rất là đẹp luôn. Rồi. Đó, em chia sẻ với bà con nha. Thì em bán một cái chậu như thế này nha bà con. Cái chậu như thế này là với giá là 35.000 một chậu lẻ. Em sẽ ship cho quý bà con ở khu vực Thốt Nốt nè, khu vực ship tặng nhà luôn nha, khu vực Thốt Nốt và Ôn Môn, Cờ Đỏ. Đó, như quý bà con thì quý bà con mua từ 5 đến 10 cây thì em ship cho bà con nha. Chứ ít ít quá thì cũng tội nghiệp em, ít ít thì em giao gần nhà ha. Và quý bà con hoặc là quý bạn bè gần xa á, có ủng hộ thì đặt hàng cho em nha. Đặt hàng thì em sẽ giao theo cái mong muốn của mình. Rồi em sẽ đem dẫn mọi người đi tham quan tí xíu cái vườn lúa của em nữa nha. Cây rất là đẹp luôn. Đó, quá đẹp luôn nha bà con. Hạt lúa đang chiếu nặng nha. Cái này mà bà con về mình trưng. Trưng Tết ha. Thì cái hàng chuẩn của bên em là một cái cặp chậu như thế này. Dự như vậy. Đó quý bà con mình lúa ra chậu ha. Đang có lúa luôn, đang có hạt lúa luôn. Về mình trưng Tết ở trước cửa nhà hai cái chậu đẹp như thế này ha. Thì mình thể hiện cái sự may mắn nè, rồi cái sự trường tồn của cái nhà mình. Đó quý bà con, nó rất là độc lạ ha. Lúa đẹp lắm nha bà con. Đó. Nguyên cánh đồng này là 4.500 bao. Em xin lỗi, 4.500 bầu. Cũng bán được một số rồi. Em đang cũng ấy sỉ nha bà con. Sỉ cho bà con mình đặt sớm. Ví dụ số lượng lớn thì em sẽ chốt sớm cho bà con mình. Ví dụ như em bán lẻ thì 35.000 một chậu. Còn số lượng từ 10 chậu á thì em bán thấp hơn. Hoặc là số lượng từ hàng trăm chậu nữa thì em sẽ bán với số lượng là cho bà con mình về mình bán lại nha. Trời, cảm ơn quý bà con rất là nhiều đã luôn ủng hộ em trong suốt cái thời gian qua. Quý bà con mình với nhiều cái mặt hàng bên em thì làm em bán rất là nhiều mặt hàng. Này lúa là lúa nhà em, lúa này là của em và cha em làm. Cha em làm là chủ yếu, cũng khá là cực bà con. Đưa làm cái cây lúa như thế này để cho chân lên cái chậu đã trồng ở dưới lúa, ruộng ở dưới là nó đã khó rồi, mình đưa lên đây nó trồng rất là khó. Nên quý bà con mà có thương tình thì ủng hộ em nha. Cảm ơn quý bà con rất là nhiều. Mọi chi tiết xin liên hệ thầy Đính Thuận Ngân Thốt Nốt Cần Thơ, số điện thoại là 0961084636. Đó, quý bà con mình lên đơn sớm thì em sẽ giao sớm cho bà con mình nha. Mình về mình chăm lại, mình o lại ha.
chung là lúa rất là đẹp nha bà con. Quay sơ sơ cho bà con lại xem nữa đó. Về rồi, cảm ơn bà con rất là nhiều, xin thân ái kính chào. Hiện tại là cái vườn lúa này đang ở khu vực là ở xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Nó nói chung là nó tiếp giáp với Thốt Nốt rồi bà con. Cái đường lộ mới Thốt Nốt đi vô chút xíu là gặp liền ha. À, ngoài lộ lớn luôn. Nếu còn đi xe tải cũng thoải mái luôn nha. À, cái nhà của bên em là nhà của dòng họ em ở trên đó. Rồi. Đất này cũng đất của bên dòng họ. Nhưng mà làm thì quý bà con mình có đi xe lớn được tới hết, đường lộ lớn lắm. Quay cái hàng lúa cho đẹp cho bà con mình xem nha. Mùa xuân này mình chơi chân lúa là hết sảy nha bà con. Đó, rất là đẹp luôn. Rồi, cảm ơn quý bà con rất là nhiều. Quá đẹp. Lúa nó chịu nặng nha. Rồi, xin kết thúc cái video nha mọi người.